Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Một thông tin vô cùng đáng mừng là tất cả mọi thành phần trong xã hội tại Việt Nam đã đến lúc họ cần tin lành. Thật ra chúng ta cần phải thay đổi chính bản thân của mình. Amen. Một thằng ngốc được chủ của nó nói ra ngoài ao cầm cái nồi này câu cá để làm lẩu cá cho khách. Thằng ngốc mang cái nồi ra ngoài ao câu cá suốt từ sáng đến chiều, xách cái nồi không về. Chủ hỏi: không câu được con nào à? Nó nói rằng: câu nhiều chứ, cái cá đâu? Nó nói rằng: vứt trở lại ao rồi. Mà tại sao? Nó nói rằng: mỗi một lần con câu cá đo vào cái nồi mà chủ đưa đó đều không vừa. Con thì nhỏ hơn cái nồi, con thì to hơn cái nồi, không tìm được con nào vừa nồi, thành ra phải vứt hết cá trở lại ao và xách nồi trở về. Câu trả lời, câu chuyện này, hay câu hỏi, câu chuyện này có liên quan gì đến tôi và bạn? Có liên quan. Cái nồi đó là cái đầu và cái lòng của tôi và bạn đấy. Bạn đừng đo người ta bằng cái nồi bằng ngần này hoặc cái nồi bằng ngần này. Hãy mở rộng cái nồi của bạn to hơn để cả cá voi có thể lọt được vào cái nồi đó, và cả con săn sắt, con cá cò cũng có thể chứa được. Cái vấn đề không phải cá nào, mà vấn đề nồi của bạn to bằng ngần nào. Amen. Amen. Bài học của dân Do Thái, họ đã làm một cái hòm bảng trứng, và 2000 năm họ đã giam Chúa của tôi và bạn trong cái hòm bằng vàng, đặt trong nơi chí thánh, không cho Ngài vươn ra khỏi cái đền thờ đó. Và bây giờ có rất nhiều những giáo phái tin lành, họ cũng định giam Chúa của tôi và bạn nằm trong cái ngưỡng cửa giáo phái đó. Tôi không bao giờ ca ngợi hội thánh của tôi và bạn, nhưng tôi luôn luôn ca ngợi hội thánh của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không bao giờ được nghe từ miệng của tôi ca ngợi hội thánh tại Berlin đâu. Không phải vì tôi ghét hội thánh Berlin, nhưng bởi vì tôi biết được rằng hội thánh của Đức Chúa Trời quan trọng hơn một hội thánh địa phương của giáo phái nào. Amen. Và bạn được Chúa đào tạo để cho một mùa gặt rộng hơn là xây dựng vương quốc riêng của mình. Bạn được Chúa cho phép bạn ngồi tại đây, đó là cơ hội, và nó cũng không phải lâu đâu. Bạn cần phải trang bị cho mình, giống như đứa con của bạn 18 năm ở trong vòng tay ôm ấp và dạy dỗ của bạn, để nó được trưởng thành phát triển, nó lớn lên lấy vợ lấy chồng và rời khỏi gia đình của bạn. Người cha người mẹ phải thay đổi tâm trí của mình đầu tiên, giống như chủ của con khi nó còn 5 tuổi. Khi nó lớn lên bắt đầu học trở thành người thầy của nó, nó lớn lên học cấp 2, bắt đầu đến cấp 3 trở thành người bạn của con mình, bắt đầu vào đại học, bạn bắt đầu trở thành người mà lắng nghe nó và cố vấn cho con mình. Hãy lớn dần trong mối quan hệ với con, đừng đến khi nó lấy vợ rồi mà vẫn kiểm soát nó như nó tuổi còn 3. Amen. Đó là cách làm việc trong hội thánh y chang như vậy đó. Bạn hoàn toàn được tự do trong năng quyền của sự sai phái của Đức Chúa Trời. Thời gian nào bạn còn trong hội thánh này, bạn còn được huấn luyện và được trang bị nạp đầy thuốc súng để bạn bắt đầu đưa vào bệ phóng. Và khi bệ phóng đã đưa bạn vào quỹ đạo rồi thì hãy bắn đúng mục tiêu và nổ tung để công việc được thành. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Bài giảng ngày hôm nay của tôi muốn chia sẻ về một tấm gương của một người mẹ, một câu nói mà tôi mới đăng: đằng sau thành công lớn lao của người đàn ông là thấp thoáng sự hy sinh thầm lặng của một người nữ. Bạn có mặt tại đây không thể thiếu người nữ được. Bạn đâu phải tôn ngựa không đâu. Bạn đâu phải sinh ra từ núi đá. Bạn có mặt tại đây bởi đã có một người nữ nào đó trả giá cho bạn. Tôi mang ơn nhiều người trong cuộc đời của tôi, nhưng có 3 người tôi luôn luôn không bao giờ quên được ơn của họ. 1 là người mẹ đẻ ra tôi. 2
là người mẹ thuộc linh của tôi, Mama Zhenya. Ba là người mẹ của hai đứa con tôi, đó là vợ của tôi. Rất nhiều người trong cuộc sống mang tới cho bạn những điều mà ngày hôm nay bạn đã gặt hái được, điều mà họ đã gieo vào cuộc đời của bạn. Chúng ta cần phải học cách mang ơn những con người đó. Nhưng có những con người cực kỳ đặc biệt, bởi vì họ ảnh hưởng tới tính cách của tôi và bạn. Họ ảnh hưởng tới hướng đi trong cuộc đời của bạn. Hãy nhớ ơn những con người đó. Và khi bạn nhớ ơn, thì bạn sẽ biết làm ơn cho người khác. Người mẹ thầm lặng. Tại sao người nữ quan trọng? Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15-16. Lời Chúa công bố cách đây 6.000 năm trước đã khiến cho ma quỷ thế gian và tôn giáo đang dày đạp những người nữ dưới chân của mình. Bởi vì ma quỷ thế gian và tôn giáo không hiểu được câu nói của Chúa. Chúa nói rằng, ta sẽ khiến cho dòng dõi ngươi, nói với rắn đó, ta khiến cho dòng dõi ngươi, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15-16 bật lên màn hình nào. Ta khiến cho dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ dày đạp nhau. Mọi người thấy không? Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thủ nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Tiếp theo, Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Đớn đau không? Đớn đau không? Thật đớn đau. Chúa tạo dựng ra Adam và Eva trước đó có sự bình đẳng về giá trị. Chồng không cai trị vợ. Nhưng vì Eva nhìn quả trái cấm, bà mang về bà ngửi chứ bà không ăn. Nhìn liên tục trái đó, cuối cùng ma quỷ đã cám dỗ Eva hái trái đó mang vào miệng mình ăn. Ăn xong cho chồng của mình. Chồng yêu vợ đến mức độ quên cả lời dân của Đức Chúa Trời. Bạn nói rằng sao Chúa ác như vậy? Tại sao Ngài lại để cái trái cấm đó ở trong vườn làm gì? Nếu không có trái đó thì cuộc đời của nhân loại này hay biết bao nhiêu. Ai đã từng một lần yêu, giơ tay tôi xem nào. Ok, ai chưa một lần nào yêu, giơ tay tôi xem nào. Ok, ít ra yêu đủ quốc, yêu đồng bào. Hai, học tập tốt, lao động tốt. Tình yêu không có sự ép buộc. Tình yêu luôn cần sự tự do lựa chọn. Nếu như cả thế giới này toàn người đàn ông què chân, chột mắt, bị méo miệng, thì chắc vợ tôi chọn tôi là chuyện đương nhiên. Mọi người hiểu không? Nhưng thế giới này vô số những người cao đẹp, tài năng và giàu có, mà nàng vẫn yêu tôi. Hỏi vì sao em yêu anh? Nàng trả lời, không biết vì sao, thế mới là yêu. Còn nếu yêu bởi vì anh giàu, nếu yêu bởi vì anh to cao, nếu yêu em bởi vì em chân dài, thì đâu còn là yêu. Yêu bởi cái chân dài thôi. Nếu như mà bị tai nạn ô tô, mất cái chân thì coi như xong. Bởi vậy cho nên Chúa mới đặt trong khu vườn đó một cái cây. Và Ngài nói rằng, loài người ơi, nếu người yêu ta, hãy tự do lựa chọn. Người được tự do ăn mọi trái cây trong vườn này. Nhưng có một cây ta đặt ở trong vườn đó. Hãy lựa chọn, nếu yêu ta, đừng đụng vào trái cây này. Ta không để cho người chết đói. Yêu là có sự lựa chọn. Và Eva đã hái trái cấm đó. Bởi vì ma quỷ nói rằng, ăn trái này sẽ giống Đức Chúa Trời. Họ định chống lại Chúa mà lại giống Chúa. Việt Nam nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Không có chuyện mà lại chống một người mà mình lại giống người đó. Bạn càng gần người giỏi thì bạn mới giỏi như người đó. Bạn ghét người giàu thì làm sao bạn giàu được. Bạn thù người thành công thì làm sao bạn thành công được. Chính sự ghen ghét đó đã giết chết bạn. Có ai ôm axit vào tay mà lại không bị bỏng? Eva đã phạm tội và chồng thụ động. Yêu vợ hơn sợ Chúa. Vợ đã ăn rồi, ông nhìn thấy vợ ăn chắc chết rồi. Và nếu em chết anh ở với ai? Với bò à?
vợ đưa cũng chết cùng luôn. Và chính vì vậy họ đã phạm tội, cho nên điều đã xảy ra Chúa nói với họ là họ không hoảng sợ. Chúa không phạt họ, nhưng Ngài nói rằng: Danny Jamie, nếu con mà cứ ra ngoài đường mặc áo mayo quần đùi trời tuyết này chắc chắn sẽ viêm họng và ốm đấy. Nó không chịu nghe tôi và vợ tôi. Nó đã ra ngoài đá bóng, về nhà bị đau cổ họng và sốt cao. Không phải bệnh đó là do tôi đẩy vào người nó, nhưng đó là hậu họa của sự phạm luật tự nhiên. Bởi vậy cho nên anh chị em, Chúa Ngài không phải, cảm ơn chị, Chúa Ngài không phải phạt họ, nhưng Ngài báo cho họ biết rằng, hãy lắng nghe này, từ khi các ngươi phạm tội thì lúc đó chồng cai trị ngươi. Hãy đọc lại câu Kinh Thánh trước: và chồng cai trị ngươi. Trước đó không cai trị, chỉ khi họ phạm tội mới cai trị. Thành ra khi chúng ta tin Chúa Giêsu rồi, hỡi người làm chồng, bạn được tha thứ tội, vợ bạn cũng được tha thứ tội. Chúng ta trước mặt Chúa không cần phải cai trị vợ nữa. Amen. Amen. Người ta nói chồng là đầu vợ, nhưng có nhiều người nói vợ là cổ chồng. Nếu như cổ mà trúng gió đó thì đầu quay đi đâu? Đầu này không hề cai trị thân thể của tôi nhá. Đầu của tôi luôn phục vụ thân thể của tôi. Nếu đang ngủ mà bỗng nhiên tay nó bị tê, lập tức nó chuyển lên đầu, nói đầu khẩn trương, trung ương thần kinh, tay phải đang bị tê, không cử động được, máu không lưu thông, cần phải giúp tay phải. Lập tức đầu điều khiển tay trái xoa bóp để cho máu lưu thông. Đầu không cai trị. Đến khi đến 8 tiếng cơ thể nằm ngủ nhưng đầu vẫn làm việc. Amen. Bạn có thấy buổi tối tóc bạn có mồ hôi không? Bởi vì đầu lúc đó vẫn làm việc, mặc dù chân tay của bạn nghỉ. Ban ngày tay cắt tóc, ban tối tay ngủ, còn đầu vẫn làm việc. Ban ngày tay cắt tóc, đầu hướng dẫn tay cắt tóc. Tại vì nếu người cắt tóc mà lúc đó đầu lại nghĩ chỗ khác là cắt tai đấy. Đầu làm việc nhiều hơn chi thể khác. Thành ra nếu như bạn nghĩ rằng bạn là đầu của vợ thì hãy nhớ, đầu để phục vụ, để giúp đỡ. Amen. Hỡi những người làm chồng nói amen to nào. Câu Kinh Thánh này đã làm cho tôn giáo căm thù người nữ. Vừa rồi vụ án xét xử kẻ hiếp dâm hai người nữ, một người nữ và người nam ở trên xe bus Ấn Độ. Kẻ mà hiếp dâm đó lên giải thích như sau: lỗi của con đó, bởi vì thứ nhất nó ăn mặc hở hang, thứ hai nó lại đi về đêm sau 9 giờ tối. Thành ra tôi nhìn thấy hai cái lỗi của nó là tôi không chấp nhận được. Thứ nhất nó làm cho tôi thích nó, thứ hai nó lại đi vào lúc ban đêm. Thành ra là tôi gà trống mà, nên làm sao mà nó có thể mà không vỗ cánh được. Con người khác, con vật ở chỗ kìm hãm được. Đổ tội cho người nữ đó, nay đã không còn sống nữa. Mọi người biết câu chuyện đó chưa? Biết câu chuyện đó chưa? Cái đó là cái vô cùng tệ hại, luôn đẩy tội cho người khác. Người ta ghét nữ, cho nên họ luôn hạ sát người nữ. Thế gian coi người nữ là món hàng, là những cô gái điếm, là những đồ để trao đổi, là một mảnh vườn. Nếu như mảnh vườn này không mang lại con trai, tao tậu mảnh vườn khác. Mỗi một người có đủ tiền, có mấy bất động sản liền cơ. Họ coi vợ là một bất động sản, gọi là lấy vợ đấy, giống như lấy ruộng về đấy. Tôn giáo thì bắt người phụ nữ phải trùng đầu kín, chỉ hở mỗi cái mắt ra như vậy thôi. Ma quỷ thì biến người phụ nữ là một người lô lệ, coi thường. Còn Chúa Ngài không như vậy. Amen. Amen. Ngài nói rằng ta lựa chọn một người nữ có tên là Mary đó, để Giêsu được giáng sinh qua con người đó. Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài cũng lựa chọn một người nữ để giao truyền tin lành cho các sứ đồ đang ẩn núp trong ngôi nhà kín cổng cao tường. Hãy quay sang người lân cận nói rằng Chúa không trọng nam khinh nữ. Timôthê 2 đoạn 1 câu 5. Người phụ nữ ảnh hưởng tính cách lắm. Người ta nói rằng trước 12 tuổi người mẹ ảnh hưởng 99% tính cách của con. Đặc biệt lắm đấy các chị, các mẹ, các cô. Bạn mà ăn mặn, chồng bạn sẽ ăn mặn.
Bạn không ăn mì chính, chồng bạn cũng không ăn mì chính, dù bướng thế nào thì bướng. Ông nói rằng anh muốn mua Mercedes, bạn nói rằng nhiều tiền quá mua xe khác, ông vẫn mua Mercedes. Bạn nói rằng đồ ương bướng, nhưng mà đang ăn mặn như bạn đấy. Bởi vì bạn có thể thay đổi được nếu bạn biết cách. Timothée 1, Phaolô nói về ông Timothée như sau: ta rất nhớ con và nhớ đức tin chân thành ở bà nội con, ở mẹ con và nay cũng ở trong con nữa. Phaolô, Timothée 1, đoạn 1 câu 5. Timothée 2, đây là lỗi của tôi không phải của ban kỹ thuật. Nói rằng bà nội, người mẹ đã trao lại đức tin cho con của mình. Bởi vậy cho nên, hỡi những người làm mẹ, hỡi những người làm bà, cái gì thì cái gì, như lời cầu nguyện của bạn cho con của bạn, dù bạn về với trời, thì lời cầu nguyện đó trời vẫn tiếp tục làm việc cho tới khi trở thành hiện thực. Tôi đã từng làm việc với một vị luật sư, thẩm phán và sau này là mục sư. Ông nói rằng ông sinh ra trong một gia đình 4 người con trai, bố của ông là mục sư, nghèo lắm tại Việt Nam. Ông nói với mẹ rằng: mẹ ơi, ông là con út, nói rằng con sẽ không làm mục sư đâu. Ba anh làm mục sư và bố làm mục sư là đủ rồi. Làm mục sư nghèo lắm, con muốn trở thành luật sư để cho giàu có. Và những năm 60, thập kỷ 60, 70, ông là một trong những người có chiếc xe đẹp nhất tại Sài Gòn. Lúc đó là một thẩm phán trẻ tuổi, ăn chơi trác tán, nhưng người mẹ đó đã cầu nguyện. Cho tới khi họ sang bên Mỹ định cư mà bà ta vẫn cầu nguyện. Một lần bà ta gọi các con lại và nói rằng: mẹ đã nhìn thấy cái thằng đó, nói tên của ông ấy, đi truyền giảng tại Đông Âu. Khi đó bức tường này chưa đổ. Mẹ nhìn thấy nó đi truyền giảng tin lành cho người Việt Nam tại Đông Âu. Sau 2 năm sau bà qua đời, ông ta vẫn tiếp tục sống theo kiểu của ông ta. Rồi một thời gian sau, ông ta trở lại với Chúa Giêsu. Rồi tiếp tục một thời gian sau nữa, bức tường Berlin đổ. Ông ta lên xe ô tô truyền giảng tại Đông Âu, sang cả Nga. Và tôi đã gặp ông vào năm 92 tại Nga. Người mẹ đã về với Chúa, nhưng lời cầu nguyện của bà vẫn tiếp tục hành động cho tới khi được thành. Hỡi những người làm mẹ, đừng có nản khi lời cầu nguyện của bạn cho con chưa được thành. Có những cây chỉ 3 tháng có thể cắt lá nấu canh, nhưng có những cây phải trồng 6 năm sau trái dừa nó mới ra. Hãy bền đỗ, đừng nao núng. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời với những người mẹ. Bà mẹ thuộc linh của tôi, Mama Zhenya, nói rằng mẹ nhìn thấy, hồi đó tôi ngồi cùng mẹ uống chè ngoài ban công, mẹ nhìn thấy con giảng cho người Việt Nam mà thấy lớn lắm. Tôi cười, mẹ bây giờ giữ đức tin thì bây giờ còn đang vất vả để con ngồi thánh viền vông. Bà nói với tôi cái buổi chiều đó mùa hè, ngồi uống chè ngoài ban công. Trên ban công đó chỉ khoảng độ 1 mét chiều rộng, dài khoảng gần 3 mét. Ngồi lọt thỏm ở dưới ngắm trăng và uống chè. Bà nói rằng tất cả những lời mình nói chuyện ra đấy, tưởng là đùa mà có một thiên sư ghi lại hết đấy con ạ. Đó là những năm 92 và mùa hè năm 92. Đến nay đã 23 năm rồi. Và những gì đang xảy ra là những điều mà người mẹ đó đã cầu nguyện. Bởi vậy cho nên hãy tiếp tục cầu nguyện. Amen. Hallelujah. Có một người mẹ mà bà đẻ ra 3 người con. Tên của bà chỉ được nhắc 2 lần trong Kinh Thánh. Tôi gọi người mẹ đó là người mẹ thầm lặng. Nhưng con trai của bà có tên là Môi-se được nhắc 852 lần trong Kinh Thánh. Đó là chưa kể 35 thế kỷ sau ông, khắp mọi nơi nhắc tên ông không biết bao nhiêu lần. Bộ phim tại Việt Nam mà vợ chồng chúng tôi cùng 2 cháu còn cô em gái đến đi xem đó, nói về Môi-se. Người không tin cũng nhắc tên Môi-se. Con trai của bà thứ hai là A-rôn được nhắc 373 lần trong Kinh Thánh. Mariam của con gái được nhắc 15 lần trong Kinh Thánh. Còn người mẹ này chỉ được nhắc có 2 lần, không hề được nhắc thêm một lần thứ ba nữa. Bà ta có tên là Jochebed, mà tôi gọi người đàn bà này là người đàn bà có sự hy sinh thầm lặng. Nhưng việc của bà được hành động trên 3 người con của bà, đặc biệt là Môi-se. Dân số ký 26 câu 59 có nói về tên của người phụ nữ này.
Bà đã cùng Amram đẻ ra ba người con. Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của thế giới này. Môi-se là lãnh tụ mà đưa 3 triệu người Do Thái ra khỏi Ai Cập mà lịch sử ghi tên ông. Và cô con gái là Mariam. Tên Zebkebet. Hebrew đoạn 11 câu 23 cho chúng ta biết về người này. Hebrew đoạn 11 câu 23 Kinh Thánh chép rằng: bởi đức tin, chúng ta nhiều khi đọc câu Kinh Thánh này bỏ qua mà chỉ nhìn thấy đức tin của Môi-se mà không nhìn thấy cái giá trả cho có một con người Môi-se như thế nào. Hebrew đoạn 11 câu 23 viết như sau này: xin dân sự thánh của Đức Chúa Trời tại Berlin hay lắng nghe. Bởi đức tin Môi-se mới sinh ra. Ở đây không nói tên người mẹ, vì không có nói tên người mẹ cho nên chúng ta vô tình nuốt mất bà. Nhưng sự thật đọc kỹ thì đang nói về bà đấy. Nghe kỹ này: bởi đức tin khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con sinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Lúc này người Do Thái đang làm nô lệ đẻ rất nhiều con, sòn 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 đô sòn, mỗi năm một đứa. Thành ra loán khắp cả đất Ai Cập, Pharaoh sợ quá đưa ra chiếu chỉ, tất cả những đứa nam được sinh ra chém đầu hết. Kinh Thánh chết: bởi đức tin, hãy gật chân ở trong Kinh Thánh của bạn, bởi đức tin. Từ bởi đức tin này này, để khẳng định rằng mẹ của Môi-se giấu Môi-se đi, và những việc bà làm trong suốt Ai Cập tô ký, tí nữa bà sẽ đều đọc lại, đó là đức tin của bà, chứ không phải vô tình thương con theo kiểu mẹ thương con đâu. Bởi đức tin, có thể bà ta đã được nghe Chúa phán một điều gì đó về đứa con đặc biệt này mà không sợ mất mạng. Vua Pharaoh nói phải bị xử trảm, nhưng bà ta nhận được một lời hứa, như tôi đã từng nhận một lời hứa: người không chết đâu nếu chưa giảng ở sân vận động. Bởi đức tin mẹ của Môi-se thấy con mình mới sinh ra đã đại từ nhân sinh lại nằm ở sau dấu phẩy, cho nên chúng ta bị ngộ nhận nhầm đại từ nhân sinh chính lại là Môi-se, không phải. Khi Môi-se mới sinh ra, đó là tính từ phụ thêm của cha mẹ người đem dấu. Cái đó mới cần phải hiểu, cha mẹ của Môi-se hay là chính bà đó đã nhận được từ Chúa một lời phán từ miệng để bà có đức tin. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, người ta nghe khi lời Chúa được nói ra. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Xuất Ai Cập tô ký đoạn 2 câu 1 đến câu 10 chuẩn bị kết thúc rồi, cố lắng một chút, 15 ngày tôi xa anh chị em. Nào, chúng ta cùng nhau xem xuất Ai Cập tô ký bảo là có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ, không nhắc tên bà. Ẩn danh, một người nữ ẩn danh. Tiếp theo, nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ, có nghĩa là xinh xắn khác thường, nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái dương mây, chết chai và nhựa thông giống như tàu Noe vậy. Nếu như bạn đã từng nuôi con trong vòng từ khi đẻ ra cho tới 3 tháng, rứt ruột lắm anh chị em. Tôi nhớ cái ngày thằng con Danny tôi bên Nga đẻ ra, tối nào cũng phải dạy cho nó sóc sữa cho nó bú. Nó khóc đêm và tôi không thể được vì nàng mới đi cấp cứu. Tôi chăm sóc nó, nuôi nó, nó thèm ngủ lắm, thèm ngủ đến mức độ mà chỉ ước mơ được ngủ thôi. Cuối cùng mẹ con nó đi sang bên Đức nghỉ một thời gian, tôi bảo wow, lần này ngủ rồi. Đưa ra sân bay xong, tôi về chiều đó ngủ một giấc thẳng cẳng, đúng từ thẳng cẳng. Sáng tầm cỡ khoảng 5-6 giờ sáng, choàng tỉnh dậy, xung quanh vắng lặng, không thấy tiếng thở của nó. Tôi giấc choàng tỉnh dậy, gối chăn vẫn nằm đây mà lại lạnh thế. Mới nhớ ra nó về Đức rồi. Bạn ơi, lần đó là đầu tiên trong đời của tôi hiểu cái nặng của tinh thần kinh hoàng như thế nào. Bỗng nhiên một gánh nặng của sự buồn bực ấp vào người tôi giống như bóng đè vậy.
Hà Nội. Dường như Chúa cho tôi cảm nhận được sự mất con. Tôi la lên Chúa hãy giúp con. Và bỗng nhiên Cục Kinh Thánh xuất hiện trong Ê-sai 53. Ngài gánh sự buồn bực của anh em, Ngài gánh sự buồn bực của chúng ta, Ngài gánh tội lỗi chúng ta, Ngài gánh bệnh tật của chúng ta, và gánh cả sự buồn bực nữa. Tôi mới nói rằng Chúa ơi, hãy cất khỏi con sự buồn bực. Bởi vậy cho nên người ta không tự tử vì chết đói đâu. Người ta không tự tử vì thiếu tiền, họ tự tử vì buồn bực. Sức nặng của sự buồn bực khiến con người không thể chịu nổi. Người mẹ này, hãy đặt mình trong hoàn cảnh đứa con đang bú. Mỗi lần nó bú như vậy, nắm nó khấu khỉnh, tay nó chơi vơi như vậy, nó nắm cái gấu áo, mắt nó nhích lên, nó bú say sưa rồi ngủ. Mỗi lần ngửi rúc cái mũi vào cổ của nó, cái mùi hôi hôi của sữa cộng với mồ hôi chua chua, làm sao mà thiếu nó được. Và vẫn cuối cùng phải làm một cái giỏ sông ninh cá sấu nhiều lắm. Ai có thể bảo đảm nó không bị cá sấu nuốt? Mà ta làm một cái giỏ giống hệt thuyền lê vậy, chát nhựa thông xung quanh, đặt con mình trong giỏ đó. Bởi vì bà có đức tin từ trời, bởi đức tin người mẹ đã làm điều đó. Rồi thả cho trôi sông. Không phải trường hợp của làng bạn, cô gái phạm tội ngoại tình, cạo đầu bôi voi, bôi vôi lên đầu và thả trôi sông đâu. Mà bà thả vào vòng tay của Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu mà bạn cần phải học. Khi bạn cho Ngài hay dâng cho Ngài thì bạn nhận lại được mà không bị mất. Cái giỏ đó trôi theo dòng nước chảy. Mỗi một lần con cá sấu đói miệng há miệng, Chúa nói cầm cái miệng người lại, và thuyền lại né sang chỗ khác. Và Thánh Kinh chép rằng bơi đúng chỗ con gái Pharaoh đang tắm, nó không phải là ngẫu nhiên và tình cờ. Và đang tắm như vậy bỗng nhiên trôi lại gần, có tiếng khóc. Nó tại sao không khóc trước, nó tại sao không khóc sau, mà khóc đúng cái moment người nữ đó lại gần. Và tiếng khóc đó như mũi kim đâm vào tim của con gái Pharaoh vậy. Lập tức sự thương đến với đứa trẻ. Bố, đứa trẻ con Hebrew, mày đáng lý ra bị xử tử rồi, vì cái vải lót mày là người Hebrew. Nhưng tiếng khóc của nó đã thấu ruột của người nữ con gái Pharaoh đó. Và bây giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái dương đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Tiếp theo công chúa mở dương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót. Ai giúp cho người đàn bà này động lòng thương xót? Chương trình của Chúa Trời. Bạn có mặt tại đây không phải là vô tình đâu anh chị em. Đã có ai đó động lòng thương xót thấy bạn tại chợ Đồng Xuân, thấy bạn đang lang thang ngồi xe điện, để mang tới cho bạn một sứ điệp có một đấng yêu bạn, và bạn có mặt tại đây động lòng thương xót mà rằng ấy là một đứa con của người Hebrew. Tiếp theo công chúa, người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú trứng. Người phụ nữ này chưa có con, có thể bà đang xuống sông Ninh tắm. Sông Ninh cũng là một vị thần của người Ai Cập. Bà đang muốn có đứa con nối dõi thay cho cha của mình sắp tới già rồi mà lại vô sinh, đến cầu thần sông Nin cho bà đứa con. Và nay cái giỏ đó đã trôi sát chân của bà. Đây là dấu hiệu từ trời, ta cho ngươi đứa con mà ngươi cầu xin đó. Vì không có sữa, đứa chị gái chạy tới. Công chúa đáp rằng hãy đi đi. Người gái trẻ đó kêu mẹ của đứa trẻ lại. Tiếp theo công chúa nói rằng hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú, hay không? Khi vâng lời Chúa, thả nó ra cho Ngài, và sau đó lại được nhận lại với một tư cách không hề sợ hãi. Người mẹ này đang nuôi hoàng tử của vua. Tiếp theo
Khi lớn khôn, đây là câu mà tôi muốn dừng lại. 1 tuổi, 2 tuổi, lớn khôn là bao nhiêu? Trong thời gian lớn khôn này, người mẹ đã kịp gieo vào lòng con mình đức tin như bà nội của Timôthê, như mẹ của Timôthê vào đứa con của mình. Thời gian nào là thời gian khi khôn lớn rồi, người bèn dẫn con vào cho công chúa. Nàng nhận con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước, và chính con người này là lãnh tụ sau 80 năm. Lúc người mù từ thuở bẩm sinh được chữa lành, các thầy thông giáo đến hỏi bố mẹ ông ta rằng: ngươi có thực sự là cha mẹ của thằng mù này không? Tại sao nó được chữa lành? Người vợ cha mẹ nói rằng: nó đã khôn lớn rồi, đi mà hỏi nó. Người mù đó 40 tuổi. Vậy từ khôn lớn rồi ở đây, chúng ta không biết chính xác là bao nhiêu năm Môi-se ở trong vòng tay của mẹ mình. Có thể là 7 tuổi, có thể là 12 tuổi như Chúa Giê-xu mà người Do Thái nói, cứ 12 tuổi phải làm một cái lễ vào đền thờ để công bố người này đã khôn lớn, được gọi là đàn ông, để được trò chuyện với các thầy thông giáo và dạy luật. Chúng ta không biết chính xác bao nhiêu tuổi, nhưng cái tầm tuổi khôn lớn 7 tuổi, 12 tuổi mà tôi đã từng giảng cho anh chị em rồi, từ 0 đến 4 tuổi 50% nhận thức trưởng thành, từ 5 đến 8 tuổi 30% nhận thức, có nghĩa là từ 0 đến 8 tuổi là 80% trưởng thành rồi. Và trong giai đoạn đó, mẹ của Môi-se, người mẹ thầm lặng đó, đã trao cho con của mình và nói rằng: con ơi, con được Chúa kêu gọi. Đó cũng là công việc bà Mama Gina đã làm với tôi vậy. Người ta định đuổi tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng của bà, và chồng của bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Ông là người thợ mỏ. Mẹ của ông ấy đến gặp tôi khi mẹ nuôi không có nhà, nói: thằng chồng kia, con của tao làm việc vất vả nuôi 7 đứa đủ rồi, mày hãy mang vali ra khỏi cái nhà này, đừng có ăn hại cho cái nhà này nữa. Tôi mới tin Chúa, tôi biết được rằng khi trở về Moscow tôi có thể dễ bỏ Chúa lắm. Thế là tôi đã kiếm một công việc là đi bốc vữa, bốc xỉ than để kiếm bữa ăn trưa, không được trả lương, chỉ cần bữa ăn trưa mình ăn cho đẫy bụng, về nhà tối đỡ phải ăn, để tránh là làm gánh nặng cho bố ba mẹ của mình vì không có tiền. Bà xuất hiện nói: hãy lấy vali ra khỏi nhà. Tôi ngồi sắp lại vali, vào cái vali đó và chuẩn bị ra khỏi nhà. Tôi không biết suy nghĩ viết thư cho mẹ hay không. Bỗng nhiên từ đâu bà được nghe tin thằng Hùng, thằng Trần đang bị đuổi. Bà học tóc trở về, đứng chặn cửa cái phòng của tôi, nói: Trần! Bà gọi tôi là Trần Trịch. Trần Trịch! Không đi đâu hết, ở nhà. Tôi hỏi: con không thể ở nhà được vì con làm gánh nặng. Mẹ tôi đi ra gặp bà mẹ chồng và chồng đang ngồi uống chè, nói rằng: thưa bà, thưa ông, cái nhà này có 2 người làm chủ, ông làm chủ và tôi cũng làm chủ nữa. Thằng Trần nó phải ở đây cho tới khi công việc trên đời sống nó được thành. Bà mẹ chồng nói rằng: ăn bằng cái gì? Người Ukraine họ thường nấu nồi súp khoảng độ gần 20 lít, hơn 10 lít nồi súp. Họ mang ra ngoài ban công để cho giữ lạnh. Mỗi lần họ ăn xong, mỗi lần họ chuẩn bị ăn, họ múc một cái nồi súp đó mang vào chặt đặt lên bếp để nấu. Rồi sau đó họ rửa lại ra múc cái nồi con mỗi bữa như vậy. Cái nồi súp bà đang nấu, đang sôi ở trên đó. Bà dắt bà mẹ chồng và ông chồng lại cùng với tôi. Mẹ nói: thằng Trần sẽ ăn bằng cái gì à? Bà lấy cái nồi khoảng 3 lít đó, bà hứng ở dưới cái vòi nước, bà vặn nước lạnh. Bà đứng đợi như vậy cho đến khi đầy cái nồi đó. Bà mở cái vung nồi súp ra, bà đổ vào đó, lấy một nắm muối vứt vào. Bà nói rằng: đấy, thằng Trần nó ăn 3 lít vừa rồi đấy. Bạn ơi, để có được tôi đang đứng tại đây này không phải đơn giản. Biết bao nhiêu con người hy sinh thầm lặng đằng sau tôi, nó không phải đơn giản. Biết bao nhiêu người chỉ trích vu khống, không đơn giản. Bạn đừng bao giờ nghĩ cuộc sống nó đơn sơ và dễ dàng. Biết bao nhiêu người đứng sau lưng bạn trả giá cho bạn để có thể ngày hôm nay bạn đứng trên đỉnh cao đó đấy. Đừng bao giờ, đừng bao giờ coi thường những bờ vai, những cánh tay mà nâng bạn lên độ cao như bây giờ. Hãy quay sang lên cần nói: cảm ơn bạn có mặt tại đây. Người mẹ
khi khôn lớn. Trong thời gian đó đã dạy Môi-se. Tôi là mục sư hội thánh năm 94, lên Moscow làm công việc hội thánh. Bắt đầu hội thánh phát triển, có người nữ nhảy múa, hát ca ngợi Chúa, giảng tin lành và làm trưởng nhóm tế bào. Năm ông mục sư từ Ukraine lên gặp tôi. Năm ông mục sư từ Ukraine lên gặp tôi tại Moscow và họp lại. Họ đặt câu hỏi: Trần, tại sao anh cho phép những người nữ hầu việc Chúa trong hội thánh này? Kinh không? Ở đó người nữ không làm gì hết đấy. Ở dưới Ukraine người nữ không được làm gì, hãy im lặng trong nhà hội, về nhà mà hỏi chồng. Đó, cũng tin lành đấy, mà rất truyền thống, truyền thống đến mức độ nổi mắm. Họ nhìn tôi nói: tại sao anh cho phép nữ trong hội thánh này hầu việc và giảng tin lành? Tôi nhìn vào năm người đó đang ngồi trước mặt tôi này, tôi nói rằng những năm tháng tôi tin Chúa Giêsu và hầu việc Ngài, tôi hỏi năm ông: đã có lần nào một trong năm vị này gặp tôi để nâng đỡ đức tin không? Họ nói rằng không. Tôi hỏi các vị rằng: các vị biết người nào đã chăm sóc và cầu thay cho tôi không? Họ nói rằng biết. Hỏi ai? Họ nói rằng Mama Zhenya. Và có một nhóm người cầu thay 24/24 cho Trần Mạnh Hùng, bởi vì nó đã rời khỏi hội thánh đi về Moscow. Một cặp bẫy đang giăng ra, cho nên chúng ta phải quỳ gối cầu nguyện cho nó ngày và đêm. Đó là những người nữ đó anh chị em. Bởi vậy cho nên tại sao tôi tôn trọng người nữ, không phải khinh bỏ người nam đâu. Nhưng mà tôi muốn nói cho anh chị em biết rằng có những con người đứng bên cạnh chúng ta, có thể giúp chúng ta làm công việc thật là hiệu quả. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Người mẹ của Môi-se, bà có đức tin. Bà đã hành động làm cái dương, và bà đã phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói rằng bởi đức tin mà có được Môi-se như ngày hôm nay. Câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta cầu nguyện kết thúc bài giảng. Ok, chắc là không cần câu kinh thánh này. Chúng ta cùng ta đứng dậy cầu nguyện nào. Hỡi những người làm mẹ, hãy học tập tấm gương của mẹ Môi-se. Thậm chí tên của bà, bạn cũng còn dễ quên nữa. Bạn dễ nhớ Môi-se, bạn dễ nhớ A-rôn, bạn thật dễ nhớ Mariam. Nhưng tên của bà thậm chí rất khó phát âm ra miệng của bạn nữa. Nhưng mà việc mà bà ta đang gieo vào cậu con trai cả A-rôn, cô con gái Mariam và cậu con trai út Môi-se thật là vĩ đại. Có một người nữ nào, có người mẹ nào lại thành công như người mẹ thầm lặng này? Cho nên nếu bạn không phải là đệ nhất phu nhân, hoặc bạn không phải là minh tinh màng bạc, hoặc bạn không được nổi tiếng như nhiều người nữ khác, nhưng bạn ơi, ở trong tay của bạn có những đứa con. Bạn có thể ghi dấu ấn của bạn trong cuộc đời của nó ngày hôm nay. Khi bạn từ nhỏ, hãy gieo cho nó sự kính sợ Đức Chúa Trời qua tấm gương của bạn. Hãy gieo cho nó tấm gương của sự cầu nguyện, phó thác đời sống mỗi một nan đề trong gia đình với Chúa. Con bạn sẽ không bao giờ rời bỏ những điều gì bạn đã gieo cho nó từ nhỏ. Ngày hôm nay đặc biệt mùng 8 tháng 3, ngày của các chị em, ngày của những người bà, ngày của những người vợ, ngày của những người mẹ, ngày của những người chị em, tôi cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta tại đây biết trân trọng những con người đang đứng bên cạnh bạn là người nữ. Cha ơi, hãy ban thần trí của sự khôn sáng, sự tỏ ra cho mỗi chúng con người nam, cho mỗi chúng con là người nữ để nhận biết Ngài. Hãy soi sáng con mắt của lòng mỗi chúng con để biết được sự kêu gọi cho vợ, cho chồng, cho người nam, người nữ, để qua đó chúng con có sự trông cậy. Hãy soi sáng con mắt của lòng mỗi chúng con để biết được sự giàu có nơi vinh hiển dành sẵn cho gia đình chúng con. Quyền năng vô hạn của Ngài ở trong lòng người nam cũng giống y hệt như trong lòng người nữ. Khi họ đặt tay lên kẻ đau, kẻ đau được lành bệnh. Họ nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ. Họ dùng tiếng mới mà nói: con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho những người nữ xem bài giảng ngày hôm nay nữa. Gia đình của họ, nguyện lời cầu nguyện của họ Chúa lắng nghe và đáp lời. Hãy an ủi những người nữ
mà không được ai an ủi. Hãy dịt lại vết thương lòng của những người nữ mà chưa một lần nào được kể những nỗi đau đó cho ai. Ngài hãy ban thưởng cho những người nữ mà ngày lễ này không được tặng quà, và họ đang có quà kín giấu trong tay của Ngài, một ngày nào đó Ngài sẽ ban thưởng cho họ. Còn cảm ơn Chúa, hãy lau ráo những giọt nước mắt của những người mẹ, của những người vợ, của những người bà, khi những đứa con, người thân của mình chưa tới với Chúa Giêsu. Con cầu nguyện cho mẹ của con. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài vì bà thuộc về Ngài. Con cảm ơn Ngài vì em gái của con thuộc về Ngài. Nó thay con chăm sóc bố mẹ con. Con cảm ơn Chúa vì những người nữ trong dòng họ con. Con cảm ơn Chúa vì người vợ của con. Hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ anh chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.